Lần đầu tiên nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc từ thời kỳ Đông Sơn đến thế kỷ 20 đã được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm trưng bày Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam. Triển lãm vừa được khai mạc sáng nay do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với khu di tích lịch sử Đền Hùng và một số nhà sưu tập tư nhân tổ chức. Với trên 30 hiện vật và các tài liệu hình ảnh chọn lọc, triển lãm giới thiệu tới công chúng những tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc của lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Hình thức trưng bày theo niên đại kết hợp loại hình giúp công chúng khám phá tìm hiểu ý nghĩa của hình tượng hổ trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Cách đây trên 2.000 năm, hình tượng hổ bước vào mỹ thuật trên các đồ đồng Đông Sơn với quan niệm kính sợ và tôn thờ sức mạnh oai linh của loài vật này. Giai đoạn từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20, hình tượng hổ trên các cổ vật mang đậm dấu ấn của các triều đại phong kiến tự chủ. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu nhiều hình tượng hổ trên các sản phẩm gốm, tranh thêu, điêu khắc đình làng và tranh dân gian hàng trống Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.